hồi hồng hồng, mềm ngon. Rất là hấp dẫn luôn. Xin chào cô bác chị bạn. Trước tiên Sơn cũng xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe và an khang. Thì Sơn được người anh chị ở Sài Gòn đó là Thế Giới Bò ở số 6 đường Vĩnh Khánh, phường 9, quận 4. Thì phường 9, quận 4 này Thế Giới Bò thì anh chị bán rất là nhiều bò luôn. Nào bò dắt vàng có, bò cu bê có, nói chung là rất là nhiều. Thậm chí là bò coi như là bò Mông Cổ luôn á, lão bò Mông Cổ thì rất là ngon. Thì hỏi mà ở Sài Gòn á thì mình một lần thử đi, ăn rất là ngon. Nhưng mình có những thằng nào bây giờ mình chưa từng ăn bò như là cú bê nè, mình cũng thưởng thức rồi. Có chỉ có chị khao mình chứ bò Mông Cổ, đặc biệt bò Mông Cổ mình nhúng cái lẩu vô ăn cái lẩu rất là ngon luôn. Thì hôm nay chị gửi tặng cho Sơn ít bò, nói về thịt bò. Đây là có bò, nói chung là bao bò mình cũng không rành lắm đâu, nhưng mà cũng có bò là bò Nhật rồi bò Mỹ rồi gì lắm, có những bò Nhật đó, tức là bò cú bê. Thì đây có kim chi, chi thì cũng chỉ tặng luôn. Thì mình có chuẩn bị ít, thêm ít rau salad với dưa leo cà chua để mình sốt mayonnaise vô. Đang hồi mình ăn kèm với thịt bò luôn. Người ta để rằng dân nhỏ nhỏ nhỏ, mình không cần nhỏ, bự bự. Người ta dặn cái nóc này vô, người ta bóp làm chết chết thôi. Tại anh em mình ăn số lượng nhiều quen rồi, hay mắm vố, mình cũng vậy luôn. Số rau dưới này nó nhiều. Còn cái bò này thì có đây có cái nước. Cái nước này là rất hấp dẫn luôn nè. Cho lên cái lò, ghim điện mạnh cái tục. Điện dưới chân nè. Rồi mình chờ cái bếp này nó nóng lên. Nóng lên rồi để thịt lên rồi mình nướng. Đây thì đặc biệt còn có cái chỉ đây chị bán cái rượu á, cái rượu này rượu vang, nhưng mà chỉ nói là cái rượu này hầu như là chưa tung ra thị trường. Trên chợ chị vẫn có bán, nhưng mà cô bác chị bạn mà có nhu cầu á, mấy các tỉnh thì chị vẫn ship, ship như là bò Mông Cổ có như là tất cả là bò đi, mình nói cho năm nay đi thì chỉ đều ship về tỉnh luôn. Thì rượu thì chị cũng đang ship luôn. Thì rượu này ngoài thị trường hiện tại giờ chưa có bán, là chỉ là ưu tiên, là coi như là đặc quyền á, thì chị bán chị ship luôn. Thì số điện thoại của chị khi mình đã trên màn hình, cô bác chị bạn như cầu dịp Tết này giờ muốn ăn bò cu bê hay là ăn bò Mỹ, bò giác vàng gì đó dân thì alo cho chị. Đây có heo gừng nữa, heo gừng mình để miếng trong này cho nó mau chín hơn. Bên trong này là gần lửa nóng. Bò cu bê. Bò gì đây này cũng không biết nữa. Tháo cái mạc ra rồi. Nhiều loại bò quá. Chị cũng còn gửi cho còn mấy hộp có tỷ nữa, nhưng mà cái phần tỷ thì mình phải chưng rồi chứ mình đâu bỏ lên nướng được. Có lòng non nữa.
hơi sốt thì này ha, có xả ớt tùm lum trong này, nhưng mà mình cũng không rành, tại vì chỉ chế biến chỉ ấy tặng mình là luôn nguyên cung lê luôn, đầy đủ đồ hết, mình chỉ lấy bỏ ra là mình nướng mình ăn. Chị Dương nhưng mai là rất chu đáo luôn, tặng mình là không thiếu gì hết, cả nước chấm nước này kia là đầy đủ hết. Đại ba, khui chai rượu ba, khui. Em khui chai, khui chai. Khui sao vậy? Để cái mic cắt đi. Còn môi, còn bỏ chứ. Cái này, chỗ mình á, là cái vụ rượu đế rồi, khui dễ. Còn cái này không biết sao khui nữa. Đừng cho ta. Anh hỏi nó vậy sao ta hả? Nó trả lời anh sao? Nó ra bây giờ nó lấy cái mic cắt. Này phải lấy cái dao thôi. Bây giờ phải có cái vít á. Cái vít hả? Ừ. Nó có đem có ốc vít hả? Có cái vít đó, mình đóng vô cái mình lấy ra từ từ á chứ. Dạ. Đâu đâu không á. Sao vậy ta? Coi xuống luôn đi. Đó. Đi luôn hả? Xong. Người ta lấy ra mình chi mình không có đồ lấy ra mình cho nó xuống luôn. Em xuống đó em nằm đây. Đây. Thì à hôm nay bên em mình nhắm dây chơi ha, có những là ăn một bữa tuyệt cũng như là chưa từng được ăn. Tại vì ơi, nào giờ không có ăn một cô bơi là biết. Sơn cũng đại diện mấy anh em đây, tổng mời cô bác chị bạn dùng bò với lại miếng rượu vang với lại mấy anh em mình. Anh Dương và chị Mai. Xin mời. Rồi, dạ. Đi về vô đây. Dạ, dạ. Một, hai, ba, vô. Rượu vang. Cái này cái đầu tiên còn yếu biên yếu rồi khom quá. Cái này rượu này mình uống mình phải thưởng thức từ từ. Ừ, đúng rồi, mình phải lắc nghe nè, thấy nghe nè. Hey, cầm lắc chứ không phải uống như uống như là cái rượu đế mình đây nha. Ở nước Bắc như quê hương nha. Đó là chỗ salad nè. Đó. Chậm chút xíu rồi nó xèo xuống à, mình ăn từ 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 được. Trong thời gian trộn đó thôi mình ăn này trước đây á. Ừ, dặn lên chút xíu. Chấm món hư nước cho sốt thôi rồi. Heo rừng á hả? Heo rừng, heo rừng à. Heo rừng nữa đó. Có kim châm nữa nè. Kim chi. Kim chi với lộn. Ăn miếng không em, cười hoài, ăn miếng rồi, đốt cho miếng nè. Em có cười, em nói kim châm kìa. Không phải, kim chi á, mà tại cái cổ họng á. Bị đau. Bị đau á, có làm nó lái qua bên thành kim chi á, có kim châm á. Ngon anh ngon. Thôi quê rồi, không nói chuyện á. Người ta đã nói lộn mà bây giờ cười là biết, mà cười quê mình nữa. Không có, không có dắt hay dặn à. Cái chợ kia mình được. Đừng giận nha, để chị đi đút bò em nữa chứ anh giận đâu ai đút em. Ăn thử gấp. Đừng có đút. Quên rồi. Bò là thơm mềm. Ngon. Ngon miếng nào có. Ngon. 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 Thử em. Kim chi. Kim châm. Kim châm hả? Ăn cái miếng mỡ con kim chi anh ơi. Dạ. Anh lộn rồi bắt em lộn theo nữa hả? Lại ăn cái miếng mỡ cái tới nái luôn hả? Dạ. Ăn đi út. Người ta nhức nách à. Tới mà tới quá đã. Wow. Ngon. Nhức nách bây giờ xài nhức nách cũ rồi giờ tới nái luôn. Chọn miếng salad vô mới được. Mình cái ba cái bò cái đồ bò chấm ba bốn thứ đường đồ chấm là mình không biết chấm cái gì được. Đúng là hay lúa luôn.
nằm gần chỗ nào làm nó đi. Phải chấm đại cái nào dính là dính ha. Ừ. Ba. Một đũa mà chấm hết nước chấm luôn. Ừ. Chấm cái này chút rồi đem. Hồi nãy tôi làm cái này mở cái dĩa này một cái, qua anh đây một cái, đây một cái. Đũa này uống hồi xỉn không hay đó. Nhưng mà xỉn vô sáng ngày phản mình bữa hổm nó hình như là làm hết muốn hết mười mấy chai của ta. Đũa này dưới gót lẹ lắm. Dạ. Thành bò hổm thành đúng cái gùi không được, cái gót làng gót là cật gót này ly đi. Uống được cái ly cũng như cái phết. Đó là gót làng gót là cật, thôi gót này ly cho em đi vô. Ít quá khô quá, nói không hiểu nữa. Đây là uống nhín nhín khô uống á. Còn bữa trên chơi mai nhiều quá thì uống thoải mái. Không, để tôi nói làm cái gì nữa thì tôi biết các bạn đang nói rồi. Khô uống là khó canh đó, uống nhiều chợ kỳ á. Lên xe về phải ở lại chơi chút nó được quá rồi. Phải làm thêm vài chai nữa ha. Ừ. Nó làm thêm vài chai. Chấm lá xanh ngon hơn. Nó được thang ăn thành. Nó đậu còn bình. Vô nó hả? Vô. Nó không làm gì. Chơi chơi không vô thường thành nó khô uống nữa. Khô uống rồi. Là bọn chai rượu cháu quá nữa. Nó tổng kìa. Nè anh ba, anh ba với người phái này nè, Thành ở Tung nè, phái này nè, anh đây em trai rồi, à, em trai Phong, thử cái này. Cho anh đứa thử miếng này, nãy tôi làm rồi, tới nái rồi. Lâu rồi hả? Ừ, nãy tôi làm cục tới nái rồi. Dạ, tới nái mà. Ừ, tới nái luôn. Với giờ bữa nay, bữa nay hên là anh ba anh còn nhớ hả? Cái vụ mà anh này. Anh ăn thử món đó đi, anh cảm nhận. Cái nào, cái món nào? Heo rừng rồi đó. Thấy mà anh ăn cái ngon dở nói cho biết ha. Đúng rồi. Nhà tới nãy luôn á. Wow. Bà. Sao đàn ông mà nói tới nãy à, dám ăn. Đấy. Đó. Mình kẹp tùm lum mình ta la chứ mà. Kim chi xà lóc rồi giữ tùm lum nó đỡ vô miệng một cái thích rồi. Cái này là cái kim chi nè. Đúng không? Ừ. Đúng rồi. Này kim chi hả? Phải. Kim chi. Mà anh ăn nhiều quá là cái này là cái kim châm nè. Ừ. Anh ăn nhiều quá chết, châm. Chết, để từ từ. Lo kim chi và cái này mỹ nương nè, kim chi mỹ nương nè, vô. Không trả lời em chứ em biết thử cái gì em? Thế nào? Hồi nãy anh ăn miếng nó ngon không? Chưa biết nữa. Đương thưởng thức mà. Từ từ. Anh mà biết là hết luôn rồi đó. Thôi anh chừa em ha em. Ơi, thôi đúng rồi anh em cũng chừa cho bà xã mình miếng không? Tại vì bà xã mình đó. Thôi mà cái nạc lên bơi, cái này cái mỡ nhiều quá, nó đã hút châm rồi lên mỡ rồi mà ăn cái này nó không được. Thôi em không ăn, em ăn mốt anh Sơn chở em đi Sài Gòn ăn mới đã. Tôi cũng thấy hơi cực kỳ á. Thế mà lên bữa nào chở đi Sài Gòn mới đã rồi à. Dạ. Cái ăn kiểu này cũng khó ăn đó. Đúng rồi. Không, chứ ít bữa nữa, chị Mai xuống mình chơi, mình sẽ nhờ chị Mai sẵn chuyến đi đó. Mua mớ bò, thêm mớ bò nữa. Ăn tốt. Ừ. Mớ bò với bạn mớ heo rừng. Cũng mớ đó. Mớ. Cũng gần đây cũng thấy với bò xuống chơi với anh em mình. Thì hắn dịp đó mình nhờ chị xách dùm xuống cho mình mớ. Rồi kêu vô nữa đi. Nhờ chị Mai đem mớ này nữa xuống cho người ta. Chứ không vậy là có uống. Dạ. Lóc nó như mùi chai. Thành nói chừng nào cho Mai xuống mua mớ cái này cho nó. Chứ ít lên thì ảnh nó khó uống. Tại khó canh á. Khó canh. Nó canh không được. Bữa giờ chị Mai có rượu. Thôi gót cho em gót cho đầy luôn đi. Đừng gót cái tí. Ừ. Không phải tư thế, nó nói là gót là cực, gót đầy cho em luôn đi. Ừ.
từ nãy chứ không phải là nó nói là nó uống không đã, đúng rồi, để giữ nên nó nói khách sáo chút rồi, gót này đây là gót cực. Nhưng mà anh nói câu cũng lạ nè, chứ khó uống á. Ừ, thì đó là nó thấy lạ, khó uống tưởng là nói là rượu khó uống á gì mà không phải, cô bác ơi, khó uống là tại khó canh á. Em hổng á là anh Thành anh uống ở trên Sài Gòn là cái ly bự. Đúng rồi. Hôm nay về cái ly này nhỏ mà có cái tay cầm vậy nè. Có canh quá. Có canh. Canh phân nửa làm sao, canh dưới đáy làm sao. Bà cô bơi mày em. Bà cô bơi với bà bơi hai thế. Có cái heo rừng. Úc đâu có biết bò thì bò gì đó, nó bò này. Úc tóc mới là... Nó bị ngay cái lửa nè. Ngay lửa nó khét nè. Ngay giờ nè, tung lên đi. Hôm nay mấy anh em mình được mớ thịt bò với heo gừng này với lại nhâm nhi miếng rượu này rất là ngon. Thì Sơn cũng cảm ơn cô bác chị bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của mấy anh em mình. Mấy anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị và các bạn sức khỏe và năng chào. Bye bye.